Ngày 24 tháng 10, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tân Hưng, tỉnh Long An cho biết, vừa tiêu hủy toàn bộ đàn heo trên địa bàn có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm dương tính với dịch tả heo châu Phi. Trước đó, ngành chức năng huyện Tân Hưng nhận tin báo của gia đình ông Trần Phước Thành, ấp Hưng Trung, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, có heo bệnh và chết 10 con. Đội phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm huyện Tân Hưng đến xác minh kiểm tra và lấy mẫu gửi xét nghiệm. Đồng thời, yêu cầu hộ ông Thành xử lý heo chết. Phun thuốc khử trùng khu vực chuồng chăn nuôi, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm từ chi cục thú y vùng 6 phát hiện, virus gây bệnh dịch tả heo châu Phi có trong mẫu xét nghiệm, cơ quan chức năng phối hợp chính quyền xã Hưng Thạnh tiêu hủy toàn bộ số heo còn lại, tổng trọng lượng đàn heo là 4.620 kg, đồng thời, vệ sinh tiêu độc, khử trùng tại hộ có dịch và khu vực lân cận.